Vườn xứ Ngô Gia chào cô chú quý anh chị ngày 24 tháng 11 năm 2023. Thì hôm nay em tiếp tục đăng bán lô xứ hạt giống Thái nha quý anh chị. Quý anh chị mình chọn lựa được cây nào thì vui lòng gọi cho em theo số điện thoại 0916256522. Hiện tại bên em ship cây không không chậu đối với những cây lớn nha. Còn những cây nhỏ như vậy sẽ em sẽ đóng nguyên bầu đất cho quý anh chị ha. Rồi quý anh chị về chỉ cần mình chăm sóc bình thường thôi ha. Rồi bắt đầu cây số 1 nha quý anh chị. Đó, như những cây lớn vậy thì em sẽ nhỏ ra ha. Như những cây này nó rất là lớn rồi nè, củ đẹp luôn rồi nè. Rồi cây số 1 trắng lem 50 nha quý chị. Cây số 1 giá 50 ha. Trắng lem, hoa bung căng, cánh hoa cũng dày ha, khuôn hoa tròn. Cây này phân tán rất là tốt nha, củ đẹp luôn. Rồi số 1 giá 50. Cây số 2, cây số 2 là cây đỏ lem, đỏ hồng đỏ lem, xe bông rất là to, cây bông rất là to ha. Cây này chùm nụ tầm mười mấy luôn quý chị, 2, 4, 6, 8, 10, 12 luôn ha. Mấy cây này quý chị nuôi lớn là nó rộ bông là rất là đẹp ha. Cánh dày côi luôn, cánh rất là dày, hoa trổ bung căng, sao bông rất là to, mới trổ ra màu đỏ rất là đậm nha. Sau đó nè, rồi cây phân tàn khỏi chê. Cây này nhỏ nha quý chị, cây này cỡ chừng cầm tay em bé thôi ha. Cây số 2 này là giá 50 luôn, cây số 2 giá 50 ha. Cây số 3, cây số 3 là cây hoa rất là sang ha, nhìn nó rất là sang, nền trắng sọc hồng, cái họng thì có những cái râu, có cái sọc đỏ đỏ rất là đẹp ha, hoa rất là sang nha quý chị. Rồi cây này phân tàn cũng rất là tốt, cây này cũng lứa sau luôn. Những cây này thì em sẽ đóng nguyên bầu đất cho quý chị nha. Rồi cây số 3 này là giá 50 luôn, 50 ha. Số 4 là cây hai lớp nha, hai lớp, cánh hoa rất là dày, trắng sọc đỏ, lem đỏ luôn ha, khuôn hoa tròn quay. Cây này phân tàn dạng tàn tàn thông nha quý chị. Cây này cũ lứa một năm rưỡi ha, cũ cũng già to. Cây số 4 này giá 50 luôn. Số 5 là cây hoa rất là đẹp nha, một bên màu vàng, một bên là màu cam cam, vàng cam ha. Hoa này là rất là đẹp nha quý chị. Mấy cây này quý chị nuôi lớn thì rất là đẹp ha, phân tàn tốt, phân tàn rất là chuẩn luôn nha, 2, 4, 6, 7 nhánh luôn, củ lứa sau nhưng củ rất là hoành tráng ha. Rồi cây số 5 này là giá 100, số 5 giá 100 nha. Để cây thơm không? Không thơm nha quý chị. Cây số 5 giá 100, này xe bông cỡ lưỡng nghi rồi quý chị, cỡ lưỡng nghi ha, hoa đẹp, hoa này đẹp nha. Nội cái họng nó thôi nhìn cũng rất là độc đáo ha, y như một cái răng bánh xe. Một bên là màu vàng ha, một bên là màu đỏ, màu đỏ màu nâu gì, màu đỏ một cam gì ha. Rồi số 5 giá 100. Cây số 6 là cây đỏ hồng nha, đỏ mà này dạng đỏ nó hơi nghiêng hồng nha quý chị. Cánh nhọn xe bông to như cái chén luôn nha, đứng hoa, đứng qua. Củ này thì già to nha quý chị. Rồi cây số 6 này là giá 70 nha, 70. Cây số 6 giá 70 ha. Cây số 7 là một cái cây dòng đại mỹ nhân nha. Cây này lứa mới luôn, cánh rất là dày, cánh dày cứng ngắt, trắng đỏ ha, rất là đẹp. Cây này tại có cái cánh này nó hơi nhỏ hơn, cái bông này chắc tại nó bị lỗi nha quý chị. Cây này thì nó cao ha, lên đây nó phân tàn, ngày chơi tàn dù ngon. Rồi cây số 7 này giá 70 luôn nha, số 7 giá 70. Cây số 8 là cây dòng của thằng Sao Noel, này cũng lứa mới nè, lứa mới rồi luôn ha. Cái này cũng mau lớn đúng không quý chị, nhìn cái tướng nó giống rất là giống ha, giống cái đời trước nè, lứa sau. Nhưng mà cái bông này thì đỏ trắng cũng rất là rõ nét nha, nhưng mà cái cánh nó, nhìn nó chưa có đẹp lắm nha, không có thẳng. Rồi cây số 8 này giá 70 luôn, cây số 8 giá 70 ha. Cây số 9, hoa rất là đẹp nha quý chị, vàng đỏ ha, vàng đỏ, sai bông trung bình lớn ha, cỡ lưỡng nghi rồi đó, rất là đẹp luôn. Cây này là nếu mà quý chị nuôi lớn là cây này hực hở rồi nha, rất là đẹp luôn, rất là hực hở ha.
Cây số 9 này giá 150 nha quý chị. Cây này nó không có phân tàn gì hết nha. Vì quý chị nuôi nó khỏe khỏe rồi mình xả tàn ha. Cây số 9 này là nhỏ cỡ chừng ngón giật cái, giò cái thôi nha quý chị. Nhưng mà hoa này là rất là đẹp ha. Phải nói là hoa này rất là đẹp nha. Do nó nhỏ ha, em bán cái cây này 150 nha quý chị. Cây này nuôi lớn là giá trị rất là cao nha. Rồi, cây số 9 giá 150. Để cây thơm không? Không thơm ha. Cây số 10 màu vàng. Màu vàng này rất là ngon à nha quý chị. Màu vàng. Nết cây thì lớn con nha. Lứa 1 năm mà củ rất là ngon lành luôn nè, nở hậu ha, phân tàn rất là tốt, bộ lá đẹp luôn. Màu vàng cũng cực kỳ đẹp ha. Rồi thôi để em bóp cái bông này ra coi trong đây nó gì, hai lớp hay ba lớp đây. Ồ, bên trong rất là đẹp luôn nha quý chị. Rồi cây số 10 này giá 200 ngàn nha. Màu vàng này rất là đẹp. Nết na thì chưa biết nha, nhưng mà trổ là trước mắt là nó bung căng rồi đó quý chị. Màu vàng thì rất là sáng nha. Vàng này rất là sáng. Không biết có chuyển màu hay không ha. Không biết có chuyển màu hay không thôi. Tại nó mới trổ, nó có một cái bông duy nhất luôn. Rồi cây số 10 này là giá 200. Hai lớp ha. Vàng rất là đẹp. Thơm không? Không thơm luôn. 11. Cây này cũng rất là sang chảnh luôn nha. Cây này hai lớp. Lớp trong là màu kem viền đỏ, còn lớp trong đây là kem sọc hồng nha quý chị. Hai lớp ha. Cái bông này thì nó hoa bói nó cũng chưa có chuẩn lắm, nhưng mà cái hai lớp thì quý chị có thể yên tâm nha. Cái nết này trổ nó ngon á. Cây phân tàn cũng rất là tốt. Củ này thì cũng dạng mau lớn nè. Cây số 11 này giá 100 nha. 11 giá 100. Rồi siêu mini. Siêu mini nhưng mà là cái nết này là cũng là được nha quý chị, chứ không phải là nhỏ con ha. Cây này tại là cái lứa sau. Cái lứa sau nữa, lứa sau 1 năm này nữa quý chị ha. Lứa này có khoảng 8 tháng thôi nha. Nó khoảng 8 tháng rồi nha quý chị. Mà nó có bông ha, dạng có bông sớm nè. Cây này thì siêu đẹp. Nâu, tím, vàng. 4 năm màu luôn nha, màu sắc quý chị nhìn là rất là đẹp nha. Rất là đẹp. Cây số 12 này là giá. Cây số 12 này là giá 200 ngàn nha quý chị. 200 ngàn. Em sẽ đóng kỹ cho quý anh chị cái cây này ha. Kỹ thật là kỹ luôn ha. Rồi cây số 12 giá 200 ngàn. Vì quý anh chị chỉ cần để vậy, cây này còn chất trồng luôn. Lứa này mới 8 tháng ha. Phân tàn rất là tốt. Mà nó có bông thấy đẹp quá, em đem vô bán ha. Tại bữa nay không có cái bông nào đẹp được như vậy luôn nè. Màu sắc rất là ok luôn. Rồi cây số 12 này là giá 200. Để coi thơm không. Thơm nha quý anh chị. Cây này thì thơm nha. Cây số 12 này giá 200 ha. 13. Rất là đẹp nha. Nền trắng viền hồng, nền trắng viền hồng 3 lớp, sai bông siêu to luôn nha. Sai bông siêu to. Cái lớp thứ 3 nó thì nó chưa có chuẩn lắm, nhưng mà như vậy là cũng đẹp rồi quý anh chị ha. Tại cái lò bông nhiều khi nó bị thiếu chất, nó cũng lỗi nữa nha. Cây này thì cũng không có thơm. Trắng hồng này khỏi chê ha. Củ này lứa này là 15 tháng nha. Củ khá già ha. Rồi cây phân tàn cũng tốt. Cây số 13 này giá 150 ngàn nha. 150 ngàn. Cây số 14 đỏ, bông siêu to. Này là dạng đỏ nhung luôn. Này là đỏ nhung, cực kỳ nhung luôn nha quý chị. Nhung thật là nhung ha. Đó, bông thì to như cái chén, rất là to ha, như cái chén luôn. Cây này phân tàn rất là tốt. Củ thì đẹp luôn. Củ này đẹp nha. Củ này vừa quý anh chị đưa vô chậu là nó mau lớn phì phì ha. Tại cái cây này nó cũng không có đủ lực quý chị. Đáng lẽ là nó phải nằm trong cái chậu lớn hơn nha. Nhưng mà do em trồng số lượng á, em ép chậu nó ha. Đối với những cây này em ép chậu nó nè. Cho nên nó bông nó trổ cũng chưa có đã lắm. Nhưng mà cái bông này thì ngon nè. Còn bông này thì thấy chưa có ngon. Rồi cây số 14 này là giá 70 nha quý chị. Mấy cây này phải nhổ ra nha. Nhổ ra ha, không đóng chậu được. 15. Cây số 70 nha quý chị. Cây số 15 này cũng 70 luôn. Cũng dạng siêu to, siêu khổng lồ luôn. Mấy cái này cây của hồ hai lứa 2 năm mấy tuổi nha quý chị. Còn sót lại nè. Rồi bông này cũng to, trắng viền hồng.
Cây này bộ lá rất là đẹp nha, bộ lá rất là đẹp luôn. Cây này củ thì to đùng 15-70 luôn. Cây số 16 nha. Cây số 16 là cây vàng chanh. Vàng chanh ha. Mới trổ ra nó lật nhẹ nha quý chị. Vàng chanh. Cây phân tàn rất là tốt, củ này cũng lứa này 15 tháng ha, cũng to rồi. Cây số 16 này giá 70 luôn nha. 17. 17 là một cây tím. Tím đỏ tím nha. Tím đỏ tím. Cây này là tím phun màu ha. Tím phun màu. Tăng sai nha quý chị. Tím này là tím đỏ tím ha. Cây này nó có một cái ưu điểm là khi nó nhả màu nó vẫn màu sắc và vẫn đẹp nha. Màu nó ra màu đỏ chứ không phải là màu tím than. Đó quý chị ha. Màu cũng còn rất là đẹp. Nhưng mà tím thì em khuyên quý chị chơi là mình phải chịu cực ha. Khi nó trổ qua quý chị để trong mát thì chơi rất là đã nha. Rồi, cây số 17 này cũng già to ha. Cái này cũng lứa 2 năm mấy nè quý anh chị. Nói chung là lứa sau này em không có còn gieo hạt tím nữa nha. Bởi nhập hạt tím nó rất là mắc. Mà cái tỷ lệ nó ra bông tím là rất là ít luôn. Với lại cây tím bây giờ là nói chung là bán cũng không có giá quý anh chị. Sướng giờ bán không có giá ha. Hồi lúc trước quý anh chị muốn sở hữu một cái cây tím đẹp như vậy là quý anh chị phải bỏ ra 500 ngàn quý anh chị mới mua được ha. Còn giờ như cây này giá 100 ngàn nha. Cây tím số 17 này giá 100 ngàn. Mua chưa được 5 hạt xứ tím này nữa quý chị. Cái cây này nè 5 hạt ha. Nó bán bên bển nó bán rất là màu tím bán hạt rất là mắc nha. Khoảng 17-18 ngàn về tới đây là khoảng 20 ngàn tiền giống một cái hạt giống xứ màu tím này quý chị. Nếu mà đi xuân xẻ còn đi mà dướng hải quan là thôi là phải đội chi phí lên nha. Rồi cây số 17 này là giá 100 nha. 18. 18 là cây dòng sao Noel. Hồng viền trắng nha, hồng viền trắng. Hồng viền trắng ha. Dòng của sao Noel luôn, hai lớp. Cây này thì cái cuốn nó cứng nha quý chị. Cây này quý anh chị chơi cũng rất là tốt rồi nè. Đa số á cái sao Noel mà hai lớp thì cuốn nó dài nhưng mà cây này cái cuốn chơi được ha, cuốn không có dài lắm. Nhưng mà dài thì quý anh chị cứ nuôi cây Noel làm chơi được nha. Tại nó mau lớn thì quý anh chị nó lớn thì quý anh chị sẽ nhìn nó vừa tầm ha. Cây số 18 này giá 100. 100 nha. Hồng viền trắng. Đây nữa nè, cây số 19 cũng là cái cây này là cây có 2 năm mấy tuổi quý anh chị. Cây này nó bự dữ lắm luôn. Cây này giờ trồng 5 kg ha. Dữ lắm. Cây này quý anh chị về đưa vô cái chậu bự cỡ nào trồng cũng được luôn này nha. Rất là to. Nụ chôm chỏm rất là đẹp nha. Cái này nó không có đủ sức nè quý anh chị. Cái củ này nó với cái chậu này nó không có đủ sức ha. Cho nên á nụ quá trời nhiều mà nó bung không có lên đồng ngọt nè. Đáng lẽ cái này mà đủ sức là nó bung cái là đẹp lắm nha. Rồi cây số 19 này là giá 100 thôi nha. 100. Kem kem hai lớp. Hai lớp ha. Cây rất là đẹp luôn, củ to. To, rất là to. Và cây xứ hạt này quý anh chị đừng có so sánh với em. Ủa cây nhỏ cây lớn tại sao giá khác nhau ha. Cây nhỏ vẫn mắc hơn là chuyện bình thường nha. Tại vì nói chung đó bán xứ hạt là quý chị gieo 1.000 hạt thì nó lên được khoảng chừng vài chục đến 100 cây xứ mà để đẹp đẹp thôi nha quý chị. Còn nhiêu là cũng bình thường thôi nha. Kể cả mình tự like còn tệ hơn nữa. Rồi cây số 19 mình là 100 nha. Thấy quý chị thấy nhà vườn bán vậy chứ thật ra là hậu trường của nó là quý chị thấy ê hề luôn á. Chứ không phải là ngon đâu nha quý chị. Cây số 20. Cây số 20 là cây màu tím đọt tím luôn nha. Tím đọt tím. Cây này thì cái bông nó không có tròn lắm ha. Cây này 70. Cây số 20 này 70. Cây này chơi lá không cũng đẹp nha. Đó. Cây đọt tím mà quý chị lặt lá xong ha. Xả tàn lặt lá xong lên lá non nhìn đã lắm nha. Rất là đẹp. Chơi kiển đúng ra mình phải tận dụng hết cái vẻ đẹp của nó. Quý chị phải tận dụng làm cái củ nè, quý chị phải làm tàn cho em ha. Rồi quý chị cây nào cái có bộ lá đẹp thì quý chị phải tận dụng, lâu lâu mình lặt lá để mình chơi nó lên rất là đẹp nha. Rồi cây số 20 này là giá 70 nha. Rồi hôm nay em có 20 cây, quý chị chọn lựa được cái nào vui lòng gọi cho em theo số điện thoại 0916256522. Cảm ơn, chào tạm biệt quý chị.